Thật là vui mừng khi được gặp lại quý bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là Tử Vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tháng vạn sự cát lành, bao nhiêu vất vả của năm cũ đã qua đi, nay được đền đáp vàng xuân chói lóa, vận trình được quý nhân trợ lực, người thân giúp sức, việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, công việc sự nghiệp hiện hách, đón nhận nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, mọi điều như ý. Tiên tri chấn động. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, được các tinh soi chiếu. Bỗng trúng số cực đậm, tiên tỷ cầm tay, phất lên như diều gặp gió, quý nhân nâng đỡ, xóa sạch nợ nần, đổi vận cực giàu có. Quý vị thân mến, trong cuộc đời này chúng ta hoàn toàn không thể đoán được mình sẽ có cuộc sống như thế nào, hoàn cảnh ra sao, giàu sang hay nghèo hèn, về già sướng hay khổ, cuối đời còn lại gì, tất cả đều đã được ông trời định đoạt sẵn. Cho sung sướng thì được sung sướng, bắt nghèo hèn thì phải nghèo hèn, khi thời vận không thông, càng cưỡng cầu càng bết bát. Bởi vậy mà ngày nay con người ta thường tìm đến tử vi để có thể đoán định được tương lai, cũng như đón lành tránh dữ, chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Theo tiết lộ mới nhất của các bậc thầy tử vi phương Đông, có con giáp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 là người có tính tình nhanh nhẹn, thông minh tháo vát, nhưng dù là vậy, nhưng tuổi trẻ vẫn không thoát khỏi vận hạn tai ương, nhưng bước sang tháng 1 âm lịch tới đây, con giáp này sẽ được hưởng phúc tổ tiên, kiếm tiền nhiều như nước. Đặc biệt, nếu quý vị lắng nghe hết những điều Minh Đường Tử Vi chia sẻ ngay sau đây, đảm bảo sung sướng trăm bề, làm một hưởng 10 tiền chất đầy kho, không lo nghèo khó. Vậy vận trình tử vi chi tiết các phương diện cuộc sống của người tuổi Tân Hợi sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng 1 âm lịch? Làm sao để có thể nắm bắt trọn vận may này? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây quý vị nhé! Quý anh chị tuổi Tân Hợi thân mến, thành viên trong gia đình là những người thân cận và yêu thương chúng ta nhất. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thấy vậy mà tùy hứng nói chuyện. Thích gì nói nấy, rất có thể những lời nói chưa được suy nghĩ kỹ càng sẽ khiến người nghe chịu nhận tổn thương. Dưới đây là 3 câu tuyệt đối không nên nói với người thân trong gia đình. 1. Nói với người già, chỉ quản việc ăn uống, đừng quan tâm đến việc gì khác trong nhà. Trong ngôi nhà đó, người già từng là chủ nhân, giờ con cháu trưởng thành lại nói lời như vậy với họ. Điều này rất dễ khiến cha mẹ ông bà cảm thấy họ bị tước đoạt đi quyền làm chủ và có cảm giác mất mát trong lòng. Gia đình của anh Cường đang thảo luận chuyện mua nhà ở, cha mẹ của anh nghĩ tới tuổi tác của bản thân đã cao, đi lại không nhanh nhẹn và có ý định mua nhà ở tầng trệt. Tuy nhiên, vợ anh Cường kiên quyết phản đối, cô nói rằng tầng trệt ồn ào, ảnh hưởng sức khỏe không nên ở. Bàn qua tính lại nhưng ý kiến vẫn không thống nhất được. Lúc này, cha mẹ và con dâu bắt đầu cảm thấy khó chịu với nhau, những chuyện vụn vặt cũng lời qua tiếng lại, không ai chịu nhượng bộ. Bấy giờ, anh Cường mới lên tiếng, tuy nhiên, anh không đứng ở lập trường hòa giải mâu thuẫn, mà thốt lên với cha mẹ lời này, con đã nói với cha mẹ rồi, cha mẹ giờ đã có tuổi. Chỉ để ý đến việc ăn uống thôi, đừng quan tâm đến chuyện khác trong cái nhà này nữa, cha mẹ xem chuyện bàn bạc mua nhà, cha mẹ cũng xen vào. Vừa nói đến đây, cha của Cường liền nổi giận quát, cưới được vợ rồi là quên luôn cha mẹ, vậy là cuộc chiến tranh trong gia đình đã diễn ra làm cho bầu không khí hết sức căng thẳng. Vừa may lúc đó người hàng xóm chạy sang, kéo Cường sang một bên nói, cậu mua nhà ở cần lấy tiền của cha mẹ sao? Anh Cường nói, đều là người một nhà tất nhiên là cần rồi ạ. Người hàng xóm nói, nếu cậu muốn sử dụng tiền của cha mẹ thì cần lắng nghe ý kiến của họ. Lời nói vừa rồi của cậu chẳng phải đang khiến cha mẹ cậu bị tổn thương sao? Chợt nhận ra lỗi lầm của mình, anh Cường cúi đầu không nói được gì.
anh cũng ý thức được vì nóng lòng giải quyết vấn đề mà đã nói lỡ lời. Cuối cùng, sau khi thảo luận, cả gia đình đã đi đến thống nhất mua một căn chung cư có thang máy đi lại tiện lợi. Mặc dù chi phí mua nhà có đắt hơn một chút, nhưng rất thuận tiện, chỉ giải quyết được vấn đề leo cầu thang của cha mẹ mà còn vừa ý người vợ. 2. Nói với vợ anh đã chịu đựng em bao nhiêu năm rồi, có phải em muốn chết không? Bước vào tuổi trung niên, áp lực cuộc sống thường khiến mối quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng bị ảnh hưởng, công ty nơi anh Cường làm việc gặp khó khăn bị buộc phải phá sản. Chỉ một số ít công nhân được sắp xếp cho công việc mới, phần còn lại phải tự đi tìm việc ở bên ngoài, anh Cường bị sa thải, không có kỹ thuật trong tay, không tìm được việc làm thích hợp trong thời gian dài và vẫn phải ở nhà. Một ngày, bạn làm cùng công ty cũ đến chơi nhà anh Cường. Trong lúc nói chuyện, người bạn có kể về việc anh đã tìm được công việc mới có mức lương cao hơn công việc trước đây. Câu chuyện giữa họ đã được vợ của anh Cường nghe thấy. Cô liền thúc giục anh đi ra ngoài tìm việc, nếu không thì sẽ cho nhịn ăn. Lúc này, anh Cường cảm thấy không còn mặt mũi trước các đồng nghiệp cũ. Anh chỉ tay vào mặt vợ rồi hét lên. Tôi nhịn cô nhiều năm như vậy, cô càng ngày càng quá đáng rồi. Cô muốn ăn đập hả? Lúc tôi còn đi làm đã nuôi cô nhiều năm như thế. Vừa mới nghỉ việc ít ngày, cô vì sao không thể nuôi tôi chứ? Vợ của anh Cường cũng tức giận nói, tôi nuôi anh, sao mà một người đàn ông khỏe mạnh lại có thể nói ra câu này, anh không muốn tìm việc làm phải không? Lời vừa dứt, cô liền mở cửa bỏ đi. Cường nhận thức được mức nghiêm trọng của vấn đề, nhưng vì muốn giữ thể diện nên không thể đuổi theo vợ ngay lập tức. Khi mới cưới thì tình cảm còn nồng ấm, mọi lỗi lầm đều có thể lớn biến thành nhỏ, nhỏ coi như không có, vợ chồng sống hòa thuận cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Tuy nhiên, thuận theo thời gian, gánh nặng cuộc sống cũng tăng dần nên rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, khiến cho nhau tổn thương. Do đó, cả hai bên cùng nên bình tĩnh một chút, nghĩ đến cảm nhận của người khác, tránh nói lời làm tổn thương đối phương. 3. Nói với con, cha hối hận vì đã sinh ra đứa con vô tích sự như thế này. Mong con thành người tài đức là ước nguyện của hầu hết bậc cha mẹ. Tuy nhiên, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mỗi đứa trẻ đều được ban cho những năng lực khác nhau, do đó, cha mẹ cần tùy thuận theo sở trường của con trẻ mà vun đắp để chúng trưởng thành tốt nhất. Ông Ngô là người được mọi người kính trọng là bậc trí giả, tuy nhiên, con trai ông lại không được như ông, thành tích học tập chỉ đạt kết quả trung bình. Một lần ngồi dạy con làm bài tập về nhà, vợ ông Ngô cảm thấy tiếc cho bản thân rằng rèn sắt không thành thép, đã lỡ miệng trách con trai. Mẹ sinh nhầm con, mẹ dạy con nhiều lần rồi, sao con không nhớ chút gì vậy, mẹ hối hận đã sinh ra đứa con bất tài vô dụng như thế này. Nghe lời trách mắng của mẹ, cậu con trai ném cây bút đi và nói lớn, con sẽ đi chết đây, không làm mất mặt cha mẹ nữa. Nói rồi cậu đứng lên, mở cửa phóng và chạy một mạch ra ngoài. Thấy vậy, cả nhà đã vội vàng đuổi theo ngăn lại. Tuy nhiên, không còn kịp nữa vì cậu bé đã lên chiếc taxi và rời đi. Lúc này, ông Ngô cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên, cả gia đình nhanh chóng đi tìm. Sau một thời gian thấy cậu đang ngồi bên hồ, đôi mắt như mất hồn nhìn mặt nước mà không nói lời nào. Kỳ thực, mỗi người đều muốn gia đình sống hạnh phúc, nhưng lời nói và hành động nhiều khi lại không toát lên điều ấy. Bởi vì người thân bên cạnh đã quá gần, quá quen, nên lời nói không cân nhắc trước sau, khiến người nghe bị tổn thương nghiêm trọng. Sự thực là, những người thân trong gia đình là người đáng để ta trân trọng và đối xử dịu dàng nhất, vì họ chính là bến đỗ bình yên của mỗi chúng ta trong giông bão cuộc đời. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Những người tuổi Hợi không ngừng theo đuổi danh vọng, địa vị, tự đi tìm kiếm cơ hội cho mình bằng cách tham gia vào nhiều loại công việc khác nhau. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào họ cũng nổi bật, người tuổi Hợi khá khôn khéo, nhiều khi bề ngoài họ tỏ ra hợp tác, nhưng bên trong họ vẫn ngấm ngầm thực hiện mọi việc theo ý định của mình. Họ là mẫu người rộng lượng, thường quan tâm tới cảm nhận của người khác. Họ thích sự nhẹ nhàng, hài hòa, không muốn tỏ ra thô lỗ với bất cứ ai. Họ thường xuyên tự vấn bản thân xem việc mình làm có sai sót ở đâu không để tránh lặp lại lỗi của mình. Tư duy logic của tuổi Hợi cùng tính cẩn thận mang lại cảm giác đáng tin cho mọi người. Họ sẵn sàng chia sẻ cơ hội kiếm tiền, thực hiện kế hoạch lớn cho người khác. Mọi người thường nhận xét họ là người hoàn hảo, xem những lời nói của họ là quy tắc vàng. Những người này mạnh mẽ, không dễ lay động vì ý kiến của bất cứ ai. Họ rất thích gặp gỡ bạn bè, đi ăn tối cùng với họ, nhưng một khi đã vào công việc họ hoàn toàn tập trung, không cho phép ai ăn cắp chút thời gian nào của mình. Vốn tính cách tuổi Hợi chăm chỉ, cần cù, nên họ phù hợp rất nhiều công việc khác nhau, đặc biệt là việc khai thác được khả năng nghệ thuật và tinh thần tập thể của họ. Những người này hào hứng với việc được hợp tác làm việc cùng mọi người, thích tham gia các hoạt động tập thể, thể hiện sự đoàn kết. Khi là đồng nghiệp, họ thường để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người vì luôn yêu cầu và đặt ra mục tiêu khá cao trong công việc,
họ khá cố chấp nên sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình. Những người khác khó mà thay thế được vị trí của họ hoặc vượt lên trên họ trong công việc vì luôn thích vượt lên trên mọi người, nên họ khá phù hợp với vị trí lãnh đạo chính trị. Ngoài ra, họ cũng rất giỏi phán đoán và có thể phát huy rất tốt khả năng quản lý của mình trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ cũng có thể trở thành hiệu trưởng của các trường đại học hoặc một doanh nhân thành đạt. Cho dù làm việc trong lĩnh vực gì thì họ cũng đều gặt hái được nhiều thành công. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, tháng 1 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp nhận định, người tuổi Tân Hợi may mắn được đón tháng đầu tiên của năm mới 2024 âm lịch với nhiều điều như ý. Nhiều kế hoạch bạn đặt ra từ trước đó có thể tiến hành một cách thuận lợi. Bạn không chỉ duy trì được sự quyết tâm mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có nhị hợp chiếu mệnh mà việc hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa với bạn bè, đồng nghiệp nên thường xuyên được giúp đỡ khi gặp khó khăn, đồng thời được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Bạn nên tận dụng cơ hội này để cố gắng hết sức khẳng định bản thân, cát tinh sẽ giúp những mục tiêu tưởng chừng khó khăn của bạn bỗng trở nên đơn giản hơn nhiều. Việc hợp tác thuận lợi cũng khiến cho quá trình kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn khoảng thời gian trước đó nhiều. Bạn không cần quá bận rộn mà vẫn có thể kiếm được cho mình một khoản tiền kha khá. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Tân Hợi âm lịch thấy rằng con giáp này xác định được tiềm lực của bản thân, tiềm năng của các đối tượng khách hàng nên đi rất đúng hướng. Thậm chí, bạn có thể trở thành người dẫn đầu cho một xu thế mới. Trong khi mọi người xung quanh còn bối rối tìm lại guồng quay quen thuộc sau kỳ nghỉ Tết, thì bạn đã đạt được những thành công nhất định. Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu tiến triển tốt lành. Nhờ những thành công trong sự nghiệp, cũng như nhờ thái âm cát tinh phù trợ, bạn nhận được sự chú ý ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh. Người độc thân có thể trở nên vô cùng thu hút trong mắt người khác giới. Bạn nên tự tin hơn và kéo gần khoảng cách với người mình thầm mến. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy duy trì được mối quan hệ hài hòa, yêu thương nhau. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tháng 1 âm lịch. Theo dõi tử vi đầu năm của 12 con giáp nhận thấy, sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có những bước tiến đáng kể, một phần là vì các tinh phù trợ, một phần còn lại là nhờ bạn đã luôn cố gắng phấn đấu hết sức, những gì bạn gặt hái được vào thời điểm này là hoàn toàn xứng đáng. Nhị hợp cho thấy những kế hoạch bạn lập ra vào thời điểm này rất sát với thực tế và với năng lực bản thân, chính nhờ vậy mà bạn bắt tay vào làm vô cùng thuận lợi, nhờ có tầm nhìn xa trông rộng. Bạn nhận ra được khoảng thời gian sau Tết, mọi người thường thờ ơ, lơ là vì vẫn ham vui. Nếu bạn nghiêm túc tập trung hết sức vào nhiệm vụ thì tỷ lệ đạt được thành công sẽ cao hơn nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp cũng giúp ích cho bạn khá nhiều trên con đường chinh phục thành công. Bản mệnh luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác trong công việc, nên khi gặp khó khăn bạn cũng nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người xung quanh. Con giáp này có thể yên tâm đối diện với những thử thách, khó khăn, bởi tinh thần đoàn kết sẽ giúp mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Nguyệt lệnh lâm quan cũng là dấu hiệu cát lành trong sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi, nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn. Chỉ cần bạn có đủ tự tin để nắm bắt và cố gắng hết sức thì thành công sẽ chẳng còn xa. Tuy nhiên, một số người đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu căng tự phụ, khoe khoang, thành tích của mình. Dù đạt được điều gì đi nữa, bạn cũng luôn nên giữ thái độ khiêm tốn học hỏi. Bởi mọi người xung quanh có rất nhiều ưu điểm để bạn noi theo. Hơn nữa, việc quan sát người khác để đúc rút kinh nghiệm cho mình là vô cùng cần thiết. Xét phương diện tài lộc tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, tháng 1 âm lịch. Vận trình tài lộc của người tuổi Tân Hợi vô cùng rực rỡ ngay trong tháng đầu tiên của năm mới. Điều đó báo hiệu một năm tràn đầy may mắn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Cục diện nhị hợp đem tới cho bản mệnh nhiều mối quan hệ triển vọng để bạn có thể hợp tác làm ăn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan cho chính bản thân. Bạn còn có cơ hội gặp được người đồng chí hướng, nên đôi bên có thể nhanh chóng hướng tới một mục tiêu chung, gạt bỏ những rào cản xuất hiện trước mắt. Theo tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Tân Hợi âm lịch nhận định, một số người có con mắt tinh đời và đầu óc sáng tạo, có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Trong khi mọi người xung quanh còn loay hoay tìm ra hướng đi cho mình, thì bạn lại là người dẫn đầu, thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương cũng sẽ được hưởng mức lương, thưởng triển vọng, vì vừa ra Tết mà bạn đã giữ được tinh thần nhiệt tình, hăng hái không ngại nhận các nhiệm vụ khó. Công lao của bạn từ trước đến nay đã được lãnh đạo công nhận và dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng nhé. Tuy nhiên, dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy thì bạn cũng nên khiêm tốn, tiết kiệm,
Chớ tiêu xài hoang phí cho các hoạt động phô trương bản thân, bạn có thể sẽ trở thành mục tiêu chính của những kẻ lừa đảo hoặc trộm cắp đấy. Xét phương diện tình duyên, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tháng 1 âm lịch. Những thành công rực rỡ trên phương diện sự nghiệp chính là yếu tố khiến người tuổi Tân Hợi trở nên nổi bật trong mắt người khác giới. Đi đến đâu, bạn cũng nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ và yêu mến của mọi người xung quanh. Thái âm cát tinh khuyên người độc thân nhiệt tình và cởi mở hơn với các đối tượng khác giới. Thông qua quá trình trò chuyện, trao đổi hoặc làm việc chung, bạn có thể tìm thấy người có cùng cách suy nghĩ với mình. Khi đã tìm được người phù hợp thì việc phát triển mối quan hệ trở nên rất dễ dàng và nhanh chóng. Nếu được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, bạn hãy thử cho đối phương một cơ hội để hai bên có thể tiếp xúc trò chuyện thường xuyên hơn. Nếu thấy người đó phù hợp với mình, hai bạn có thể tiến những bước xa xôi hơn, còn không thì đôi bên vẫn có thể làm bạn. Với người đã tìm được nửa kia hoặc đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một hòa hợp hơn, đôi bên đã dần dần khắc phục được những quan điểm bất đồng, bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Trong dịp Tết đến xuân về, hai người có thể tìm cách hâm nóng lại tình cảm đôi bên, khiến cuộc sống thêm phần ngọt ngào. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024, tuổi Tân Hợi âm lịch nhận thấy rằng bản mệnh không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe trong tháng này. Cũng nhờ có sức khỏe mà bạn có tinh thần làm những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, dù là trong hay sau kỳ nghỉ Tết, bạn cũng nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chớ nên thức quá khuya hoặc ăn uống quá nhiều chất béo, chất kích thích. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Xem tử vi tuần 1, tháng 1 âm lịch. Người tuổi Tân Hợi trong tuần mở đầu tháng 1 âm lịch có chút may mắn hơn so với những con giáp khác. Thiên đức quý nhân cho cơ may phát tài phát lộc, thăng quan tiến chức. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì con giáp này có thể tiến rất xa trong tuần 1 này. Công việc được quý nhân giúp đỡ, dù có những trắc trở và khó khăn không tránh khỏi, nhưng vẫn gặp hung hóa cát, giành được mục tiêu đã định. Tiếp nối tử vi tuần trước, chính quan trợ vận, bản mệnh phát huy được những tiềm năng còn chưa khai phá của mình và có được những hướng đi mới trong tương lai. Đường tình duyên có phần khởi sắc nhưng chưa được rõ rệt cho lắm, đào hoa không phải không có, bản mệnh cần chú ý nắm bắt thời cơ, đừng bỏ qua người hợp duyên vừa ý với mình. Đời người ngắn lắm, gặp được người có duyên nợ với mình đã là một diễm phúc không hề nhỏ rồi, đừng đặt người ấy lên bàn cân mà đong đếm quá nhiều. Tài vận sáng, bản mệnh chẳng những thu nhập từ công việc chính ổn định, mà nếu bung ra làm kinh doanh thì cũng được các thần hỗ trợ, nâng đỡ cho vượt qua những khó khăn lúc ban đầu, thực thần che chở. Song bản mệnh đừng quá ỷ thế được các thần giúp đỡ mà không chịu cố gắng, bởi chẳng có gì tự nhiên mà có đâu. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số phát tài, 22, 96, 60. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch. Trong tử vi tuần 2 của tháng 1 âm này, người tuổi Tân Hợi có thể sẽ gặt hái được một số thành công ngoài mong đợi, đường công danh sự nghiệp tăng tiến bất ngờ, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi. Mục tiêu phía trước không còn xa, khả năng tăng lương thăng chức cũng khá lớn, ấn quan kết hợp, người tuổi Tân Hợi có thể được quý nhân trợ mệnh, vượt qua được những trở ngại phía trước. Có thể nói, con đường sự nghiệp của con giáp này trong tuần 2 rất suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, bản mệnh chỉ cần phát huy tốt năng lực của mình là có thể giành được những gì mình muốn. Tuy nhiên, đường tình cảm của bản mệnh lại không được tốt như vậy. Khi chịu ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh, bản mệnh cảm thấy bất an, lo lắng về tương lai chưa xảy ra, mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi chính những sự nghi ngờ bắt nguồn từ đó. Đường tài lộc tỏa sáng rực rỡ, con giáp này đen tình nhưng đỏ bạc, tài lộc về nhà nhiều như nước, đặc biệt, vận tài lộc tăng tiến với tốc độ vượt bậc vào dịp cuối tuần. Bản mệnh giành được nhiều cơ hội phát tài trong tay. Thiên tài báo hiệu nguồn thu nhập của cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều tăng lên gấp bội. Quý nhân, Tuất, Mùi, tiểu nhân, Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. Con số phát tài, 86, 34, 52. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch. Trong tử vi tuần mới này, người tuổi Tân Hợi gặp được những điều may mắn trong chuyện công việc khi có tả phù cát tinh ở bên, trợ giúp cho bản mệnh qua khỏi những lúc khó khăn. Tuy nhiên, đó là chuyện của thời điểm từ giữa tuần trở đi, bởi đầu tuần bản mệnh sẽ phải tự chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình.
Thương quan cảnh báo nếu bản mệnh không tập trung hơn trong công việc thì dễ gặp phải những sai lầm gây ra hậu quả khôn lường. Giờ nào làm việc nấy là điều mà tuổi Tân Hợi nên tâm niệm trong lòng, tránh để những chuyện đáng tiếc xảy ra. Thực thần cho thấy bản mệnh đang có những cơ hội phát tài lớn, song cần phải thận trọng lên kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý, nếu không sẽ bị tiếp tài lật ngược ván cờ và khiến cho bao công sức của bạn trước đó thành công cốc, tiền bạc đội nón ra đi. Đường tình duyên không có gì nổi bật, chuyện tình cảm vẫn tiến triển ở mức bình thường, đôi khi khiến cho bản mệnh cảm thấy nhàm chán vì không có điểm nhấn gì đặc biệt, không có những giông gió để cả hai người thể hiện tình cảm nồng nàn dành cho nhau. Quý nhân, Tuất, Ý, tiểu nhân, Ngọ, Thìn, màu sắc may mắn, trắng, đỏ, con số phát tài, 78, 45, 39. Xem tử vi tuần 4, tháng 1 âm lịch. Tử vi phương Đông cho thấy, người tuổi Tân Hợi trong tuần mới này cát khí lan tràn, giành được nhiều thắng lợi trong cuộc sống. Thiên đức báo hiệu sự thăng tiến trong công việc của con giáp này có lẽ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian khá gần sắp tới. Đường tình duyên cùng khởi sắc không ngừng khi mà con giáp này gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tuổi Tân Hợi, tình cảm phát triển nhanh chóng đến chính người trong cuộc cũng phải cảm thấy ngỡ ngàng. Các cặp đôi tìm được khoảng thời gian bình yên bên nhau, không còn những tranh cãi hay mâu thuẫn như trước nữa. Hai bạn đã biết cách hài hòa mối quan hệ, nói chuyện và chia sẻ với nhau nhiều hơn, không để cho những khoảng trống tồn tại giữa hai người nữa. Cả thiên tài và chính tài cùng hiệp lực nên đường tài lộc của con giáp này khởi sắc vô cùng, tuổi Tân Hợi dễ dàng thu được tài lộc về tay mình. Bất kể bạn là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều không cần phải lo lắng về các vấn đề liên quan đến tài chính. Quý nhân, Tuất, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Dậu, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số phát tài, 88, 53, 22. Thưa quý anh chị tuổi Tân Hợi 1971 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Tân Hợi nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Tân Hợi. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Tân Hợi nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Tân Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Dậu 1969, tốt, Kỷ Mão 1999, tốt, Canh Tý 1960, khá, Tân Mùi 1991, khá, Bính Thìn 1976, khá, Mậu Thân 1968, khá, Tân Sửu 1961, khá, Bính Tuất 1946, khá, Canh Ngọ 1990, khá, Bính Tý 1996, khá. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Tân Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Sửu 1949, xấu, Đinh Dậu 1957, xấu, Ất Mùi 1955, xấu, Giáp Ngọ 1954, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Nhâm Tuất 1982, xấu, Đinh Mão 1987, xấu, Mậu Thìn 1988, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu, Đinh Sửu 1997, xấu. Bản mệnh tuổi Tân Hợi nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ sau giao thừa đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết,
tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an.
ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử có câu, biết đủ không nhục, biết dừng không thua, có thể dài lâu. Thế nhưng thế giới này lại quá vội vã, hối thúc ta sống tham lam muốn có nhiều hơn nữa, quên cả việc soi xét lại hành vi của chính mình. Nhưng nên hiểu rằng khả năng biết dừng là thể hiện sự trí tuệ, vì đó không phải là đứng yên một chỗ không muốn vươn lên, mà là phải biết nhìn xa, biết lúc nào nên tấn công, lúc nào nên phòng thủ, khi đó ta mới thấy đường cùng thì biết dừng lại và tìm hướng đi mới. Câu chuyện về cổ nhân biết dừng đúng lúc, chuyện kể lại rằng, Mã Dung khi đang định thực hiện việc viết ghi chú cho cuốn sách Tả Thị Xuân Thu, ông đã biết được Cổ Quỳ và Trịnh Chúng đã từng làm việc này, ông cẩn thận tìm lại để đọc bản ghi chú của họ và nghiền ngẫm những lời chú thích đầy tâm đắc trong đó. Sau khi đọc lại cẩn thận, ông nhận thấy mình không thích hợp với việc viết ghi chú cho cuốn Tả Thị Xuân Thu nữa. Mọi người khá bất ngờ vì biết rằng nếu ông chỉ cho vài lời bình thì uy tín của ông cũng có cơ hội được nâng lên nhiều bậc. Mã Dung giải thích lý do về hành động của mình, lời nhận xét của Cổ Quỳ quá sâu sắc nhưng tính bao quát còn yếu, còn Trịnh Chúng thì nhìn quá toàn diện nhưng lại không được thâm sâu. Nếu muốn viết một bản với nội dung uyên thâm và bao quát, trình độ cá nhân tôi không đủ, làm sao có thể vượt qua họ đây? Vậy là ông đã bỏ qua ý nghĩ muốn viết ghi chú cho cuốn sách Tả Thị Xuân Thu. Sau này, Mã Dung đã chọn viết ghi chú cho hai cuốn sách Tam Truyện Dị Đồng Thuyết và Hiếu Kinh. Kết quả là ông đã đạt được thành tựu nổi bật. Mã Dung vì biết dừng lại nên mới có tinh lực để làm việc khác có ý nghĩa hơn và đạt được thành công thuộc về chính mình. Hành động từ bỏ của Mã Dung cũng đòi hỏi ông không chỉ cần có dũng khí và sự sáng suốt mà còn cần đến trí tuệ và tầm nhìn xa. Thực tế là nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn, vì chỉ khi chọn đúng thì nỗ lực của bạn mới đáng giá, còn nỗ lực sai chỗ thì phí hoài thời gian, công sức, lại còn bị chê là kẻ khờ, vì được khuyên sống hết mình, theo đuổi đam mê đến cùng mà ta hiểu nhầm, đã quên mất rằng có những lúc cần biết dừng lại. Đúng là ý chí tiến thủ, là bản lĩnh mà một người phải có để đạt được thành công, thế nhưng biết nói không đúng lúc cũng là cách để đảm bảo, là bảo hiểm cho thành công. Chúng ta không biết lúc nào là nên dừng đúng lúc, vì ít có lời chỉ dẫn cụ thể. Thay vào đó ta thường được khuyên là hãy giành lấy nó, nên nhiều người đã phải trả giá cho việc này. Vì thực tế, trong cuộc sống sinh hoạt, người hiểu được biết dừng lại không có nhiều. Có một số người còn tranh giành với người khác, ví dụ như họ muốn giành được giải thưởng bằng cách bất chính, giành người yêu, giành vợ chồng của người khác. Họ tưởng rằng bản thân đang làm một việc rất đúng đắn, là cứ cố giành lấy cái mình muốn, vì không biết buông tha, không hiểu được mọi việc đều nên có chừng có mực. Họ đã tự hủy hoại cuộc sống mình. Chỉ đến khi dừng lại họ mới biết bản thân đã phí hoài thời gian, công sức, tuổi trẻ cho những gì gọi là hư vô. Hay như trong việc đầu tư kinh doanh, kẻ khôn ngoan nhất là kẻ biết vào và ra đúng lúc, chứ không phải người cố sống, cố chết với quyết định của mình. Cách sống giàu tính sáng tạo của đời người không phải là chạy cật lực không ngừng nghỉ, mà trên con đường ấy có đi có nghỉ, sẽ có người nói giá như họ biết dừng để dành thời gian nghỉ ngơi, không để bệnh tật cướp đi mạng sống, sẽ có người nói giá như họ biết dừng để được ở bên gia đình, không bị kẻ khác cướp đi hạnh phúc, sẽ có người nói giá như họ biết dừng để không đuổi theo danh lợi, sa ngã rồi lại ngồi tù, bỏ lại cuộc sống hối hả ngoài kia. Biết dừng lại là một loại trí tuệ, một người có thể thành công, an toàn và hạnh phúc chỉ khi biết dừng lại khi làm mọi thứ, cuộc sống này trong từng thời điểm luôn cần phải có điểm dừng. Thế nhưng với một người chưa từng nghĩ tới điều này sẽ cảm thấy điều ấy vô cùng khó khăn vì họ khó tập trung. Ngay lúc này bạn có thể bắt đầu bằng việc dừng lại một số việc cụ thể như sau. Xem như là cách để tập luyện, dừng lại lòng oán hận. Mỗi ngày có vô số người làm phật lòng ta, nếu ta cứ oán hận tất thảy hết họ thì trong lòng toàn giác bất an, vì thế hãy dừng lại hết oán hận, thay vào đó ta đối đãi với tất cả mọi người bằng thiện tâm, với những chuyện to thì từ nay ta xin hóa nhỏ, với chuyện nhỏ xem như không có gì. Xin dừng lại oán hận để ngày nào cũng là một ngày vui sống, hãy nghe thêm lời Phật dạy về hận thù, hiểu được rồi sẽ trút bỏ mọi gánh nặng ngàn đời. Dừng lại sự keo kiệt, đừng tiêu xài hoang phí, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là keo kiệt với bản thân mình. Bạn có thể để dành một phần tiền để mua sắm thứ mình thích, đầu tư cho sức khỏe, trí tuệ, vì khi đó bạn đã tự nâng cấp bản thân, rồi bạn lại kiếm được tiền nhiều hơn. Hãy dùng sự thiện lương của mình đúng lúc bằng việc bố thí những người có hoàn cảnh khó khăn, đừng keo kiệt tính toán thiệt hơn mà mất đi phúc đức của mình. Phật dạy, người biết tiêu tiền là người biết bố thí, cúng dường, và lại, bố thí, cúng dường có thể đem lại rất nhiều phước đức cho hiện tại và mai sau, vậy nên, có tiền bạn đừng sống keo kiệt.
Dừng lại sự ôm đồm, ta vẫn thường nhân danh tình thương mà bao bọc con cái quá, thậm chí sống hộ cuộc đời của họ, hoặc muốn chúng sống hộ cuộc đời của mình. Dù ở lứa tuổi nào, ta cũng nên cho chúng sự độc lập để ta còn được tranh thủ thời gian hưởng thụ cuộc sống. Đừng vì con cháu mà làm việc quá sức, làm cố quá là sát thủ nguy hiểm nhất của sức khỏe. Nên nhớ, muốn yêu thương người khác, trước hết phải tự yêu thương chính mình. Hơn nữa, trên cuộc đời này người có thể yêu thương mình nhất chính là mình. Dừng lại nỗi hờn giận, trong cuộc đời ai cũng có thể phải gặp những chuyện khó khăn hay không vừa ý. Đừng nên vì thế giận cá chém thớt, hãy cho cơn tức giận qua đi thật nhanh. Vì nếu nó còn dồn ứ, từ đó sẽ sinh bệnh, gặp phải những sự việc khiến ta tức giận, hãy buông xả để khai thông nó, hãy tĩnh tâm nhìn lại, như vậy sẽ gỡ bỏ nó nhanh hơn. Nội tâm sẽ yên bình trở lại, chỉ cần bạn có ý thức về việc dừng lại trong mỗi việc đang diễn ra trong cuộc sống, bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc đong đầy. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.